chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm cái bánh da lợn bể sắt cầu vòng. Thì đầu tiên mình chuẩn bị đây là cái qua đậu biếc tươi, các bạn có khô thì mình dùng khô. Rồi tiếp tục là bột trà xanh, và đây là gấc thì mình dùng khoảng 3 muối thôi. Gấc này thì là cái thịt gấc, các bạn lấy cái trái chín á. Rồi mình dùng tiếp là cái nước lá cẩm là 50ml nước lá cẩm các bạn nấu ra, và 50g nước lá dứa xay ra ép lấy nước, và một chút xíu cái đậu xanh mình hấp chín. Đậu xanh này các bạn khoảng chừng một muỗng canh thôi, mình hấp cho nó chín mềm vậy nè. Và đây là 200ml nước cốt dừa. 50g nước cốt dừa mình sẽ để riêng, 50g hay là 50ml á các bạn, mình để riêng. Một chút nữa mình sẽ làm cái màu trắng. Thì 250g nước cốt dừa này các bạn sẽ dùng 300g dừa mình dắt lấy nước cốt. Và cái bông biếc này các bạn cho vô cái chén này, thì các bạn dùng khoảng chừng 15 cái bông. Mình sẽ cho nước nóng vô, nước nóng sẽ làm cho nó ra màu á. Và vô cái bột trà xanh luôn. Rồi mình sẽ để ở đây cho bông biếc ra màu và bột trà xanh nó nguội. Trong lúc đó thì mình sẽ đi làm cái phần thịt gấc nè. Gấc các bạn dầm dầm nó ra rồi mình cho nước vô để mình lọc, mình lấy cái phần nước màu gấc. Và mình cũng sẽ lấy 50g nước màu gấc. Đậu xanh cho vô trong cái cối, mình sẽ xay nhuyễn với một chút xíu nước. Mình sẽ lường lấy 50g đậu xanh luôn, gồm cái và nước. Bông biếc thì các bạn vớt cái phần xác bỏ, mình cũng lấy 50ml nước bông biếc luôn. Rồi mình đã hoàn thành xong 7 cái màu rồi nè các bạn, 50g mỗi một chén hay là 50ml á. Mình chuẩn bị 150g bột gạo. Bột gạo thì các bạn dùng loại nào cũng được. Mình lường một chén vuông vậy nè, chén ăn cơm á. Và 100g bột năng hay là bột mì tinh thì một chén lưng vậy nè. Rồi tổng cộng là 250g bột. Thì mình dùng 200ml nước cốt dừa hồi nãy mình cũng có nói trước rồi đó. Rồi các bạn cho hết hai cái loại bột vô trong cái thau. Thì mình lường bằng cái chén cho các bạn dễ đo lường. Rồi mình sẽ cho vào đây 150g đường cát. Nếu thích ăn ngọt hơn thì cho thêm chút nữa. Một chút xíu muối. Muối cho cái bánh nó đậm đà, vị ngọt hơn. Cho vào đây hết 200ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì mình ép ra đó các bạn, nên nó cái chất béo nó rất là nhiều. Các bạn khuấy cho cái phần bột nó tan đều với nước cốt dừa. Mình khuấy một chút và tự nhiên cái bột nó sẽ lỏng chảy ra, các bạn đừng có sợ nó đặc nha. Rồi, cái bột bây giờ nó tan đều hết rồi nè các bạn. Nó có cái dạng sền sệt. Cái đậu xanh này thì nó không có màu vàng đẹp, thì mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê bột nghệ. Mình sẽ khuấy lên. Cái bột nghệ sẽ làm cho cái màu vàng nó đậm hơn, để mình làm cái phần nhân đậu xanh á, nó có cái màu đẹp á. Rồi bây giờ các bạn sẽ gót cái phần bột vô hết vô trong cái ca này. Mình sẽ chia ra làm 7 phần đều nhau. Các bạn dùng cái chén á, mình chia cho nó dễ. Thì mỗi một lớp nó đều nhau một chút, mình đổ nó sẽ đẹp hơn. Rồi mình sẽ khuấy cho cái bột và cái đậu xanh này nó đều với nhau. Rồi mình khuấy cho nó đều hết, rồi các bạn sẽ để đây cho nó nở 15 phút. Trong lúc chờ bột nó nở thì các bạn đi quét dầu ăn vô trong cái khuôn. Thì cái khuôn mình dùng là 20cm. Hấp trước cái khuôn cho nó nóng để bánh của mình nó không bị dính. Rồi bây giờ các bạn khuấy cái phần bột này nè, khi đã nghỉ được 15 phút. Mình khuấy trước rồi mình dỡ cái khuôn ra. Bây giờ cái sữa nó nóng rồi. Các bạn sẽ cho cái lớp đầu tiên vô. Mình sẽ cho cái lớp bông đậu biếc trước. Mình sẽ hấp một lớp đầu tiên này 5 phút. Trong lúc chờ cái lớp đầu tiên nó được thì các bạn chọn cái lớp thứ hai. Lớp thứ hai mình sẽ dùng gấc. Sau 5 phút
thì mình dở ra. Các bạn dùng cái chiếc đũa mình xơm xơm vậy nè, rồi mình hãy cho cái lớp thứ hai vô. Như vậy thì cái lớp của mình nó không bị tách ra và nó dính chặt với nhau. Mình cũng sẽ hấp cái lớp thứ hai 5 phút. Mỗi một lớp các bạn hấp đủ 5 phút. Là mình cũng xơm xơm vậy nè, xơm nhẹ thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho tiếp với lớp thứ ba, lớp lá dứa. Lớp màu trắng. Đây là lớp lá cẩm nè các bạn. Mình sẽ làm cái lớp lá cẩm cuối cùng. Và cái lớp cuối cùng này các bạn hấp cho mình 15 phút. Sau 15 phút mình sẽ thử bánh. Nếu bánh không có dính cây que này là bánh đã chín. Đây, bột không có dính nè các bạn. Hoàn toàn trong khe. Khi bánh nó nguội hoàn toàn thì các bạn hãy lấy bánh ra. Bởi vì cái bánh này mà nó nóng á, thì mình lấy ra rất là khó, nó dính cái khuôn. Mình sẽ lấy cái cây dao á, các bạn nhớ mình thoa dầu ăn trước để em thoa nó dính dao. Lấy nó ra khỏi cái khuôn. Đây, cái bánh của mình nè các bạn, nó có cái độ dai và cái độ mềm. Đây, cái màu đậu biếc rất là đẹp luôn. Mình thoa cây dao rồi mình sẽ cắt bánh, hoặc là các bạn bọc một lớp bọc lên cây dao thì cái bánh của mình cắt ra dễ, nó không bị dính. Cắt cái lớp thứ hai nè các bạn. Mình sẽ cắt ra 7 màu giống như cầu vồng vậy đó. Đây cái bánh nè. Mình đã cắt xong một cái sừng bánh rồi nè các bạn. Cái sừng, cái bánh, cái khuôn này của mình thì nó có cái chiều cao á, nên cái bánh nó ra rất là đẹp. Bánh có độ dẻo dai và có cái màu đẹp nữa, cùng với các màu tự nhiên luôn. Đẹp quá trời luôn nè. Dẻo dẻo dai dai. Và nếu các bạn không thích hai cái loại màu xanh thì mình có thể bỏ một màu xanh và mình lấy một màu củ dền cũng được nữa. Và các bạn nếu có thích video của mình thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình được 100.000 lượt đăng ký nha các bạn. Bánh mình tách lớp rất là dễ dàng và béo ngon, mềm mềm, dẻo dẻo, dai dai, ăn rất là ngon, béo nước cốt dừa lắm luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video này nha.